Cầu Chúa. Có một người đến gặp Chúa và hỏi: 1000 năm là bao lâu vậy Chúa? Đối với ta chỉ là 1 giây. Vậy 1000 đô la là bao nhiêu? Đối với ta chỉ là 1 xu. Vậy Chúa cho con 1 xu được không? Con chờ ta 1 giây nha. Cầu Chúa. Có một người đến gặp Chúa và hỏi. Đến. Đến. Gặp. Gặp. Hỏi. Hỏi. Chúa. Chúa. 1000 năm là bao lâu vậy Chúa? Năm. Năm. 1000. 1000. Bao lâu? Bao lâu? Anh ở Việt Nam bao lâu? Vậy. Vậy. Đối với ta chỉ là 1 giây. Đối với. Đối với. Ta. Ta. Chỉ. Chỉ. Anh chỉ thích ăn đồ ăn Việt Nam. Dây. Dây. Vậy 1000 đô là bao nhiêu? Vậy. Vậy. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Đối với ta chỉ là 1 xu. 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 Vậy Chúa cho con 1 xu được không? Cho. Cho. Được không? Được không? Chị nói tiếng Việt được không? Con chờ ta 1 giây nha. Chờ. Chờ. Nha. Nha. Cầu Chúa. Có một người đến gặp Chúa và hỏi: 1000 năm là bao lâu vậy Chúa? Đối với ta chỉ là 1 giây. Vậy 1000 đô la là bao nhiêu? Đối với ta chỉ là 1 xu. Vậy Chúa cho con 1 xu được không? Con chờ ta 1 giây nha.